Trần Anh vừa mới về tiếp tục một crew 2007 bạn AT nè. Hệ thống cảm biến gear phía sau chủ nhà lên lipo 2.4. Cô chú anh chị sở hữu là hai bô đô nha bà con, hai van xẻ luôn. Nước sơn bạc là sơn si, chạy qua thời gian 5 tháng thì nói chung chủ nhà cũng có tắm tẹt qua nước sơn rồi. Bốn cái vỏ còn tương đối là khá mới anh chị. Đây anh chị, dàn bông nguyên bản của crew nè. Còn được tầm 65%. Đăng kiểm tháng 1 năm 2025. Mẫu này vẫn đăng kiểm 1 năm nha bà con cô bác. Đi đô sở hữu cho em nói là cục đèn phía trước là mới tinh rồi. Bi. Cục đèn bi phía trước nha. Đó, đi theo xe hết anh em ạ. Xe không có một tí độ chế. Phía dưới chúng ta sẽ có hệ thống đèn gầm phát xương. Captiva là một dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ. Động cơ 2.4. Số tự động này đi đâu đó cứ lanh quanh cho anh chị. Nằm tầm 11-12 lít. Nếu bà con sợ uống xăng thì bà con đừng lấy. Tại vì mẫu này là dành cho những anh em nào đi cà phê, cà pháo đi chơi thôi. Chứ còn như Trần Anh thì Trần Anh nghĩ rồi xăng còi cũng không quan trọng đâu. Đây anh em, đèn đuốc phía sau nè, mới lên keng theo xe nha. Hệ thống đèn phía sau nè, từ phần gạt mưa phía sau ở sau là mạc chrome hết. Biểu tượng của Chevrolet 77225880 nha. Phía sau băng chứa đồ rất là rộng. Dàn trần của em nó là nguyên bản là trần nỉ mới tinh anh em. Được cái nội thất xịn. Nội thất là theo xe hết toàn bộ nha anh em. Nè, vân gai nè. Vân gai táp bi còn đẹp như thế này. Hệ thống keo chỉ ở trong nè, nguyên si hết, không có cấn lỗi đâm pha và lỗi lầm trên chiếc xe. Bên đây là bon điện là sạch sẽ nè anh em. Hồ sơ cho anh sẽ bao rút cho. Anh em nào thích mẫu này thì anh em alo cho Trần Anh ô tô. Nói chung vỏ mới, dàn bấm mới, 4 tấn đĩa ABS. Mẫu này sẽ hỗ trợ nhiều tính năng như cân bằng điện tử, hỗ trợ dốc nữa. Số tự động thì nó ok hơn. Đây anh em, cánh cửa là khá là đẹp nha anh em nha. Đây là hệ thống keo chỉ nguyên si nè. Keo chỉ là rin hết toàn bộ nha anh em. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống ghế chính điện, hai bên gương cuốc của nè, từ những con tán bản lề nè, không có dấu hiệu khui mở. Gương hệ thống cụp mở đây. Đó, sạch sẽ chưa? Vô lăng 4 chấu. Em này là số tự động. Bên đây chúng ta sẽ có hai cấp chế độ chạy nè, D là tự động, 4, 2 nha cô chú anh chị nha. Và đây là đạp phanh. Là anh chị thấy cái cần số đạp phanh để về B nè. Anh chị có màn hình đẹp không? Màn hình LCD nó còn nguyên si hết. Tắp lô tắp bi màn hình cặp dê. Vô lăng đây. Đi được 107.762 km rồi nha cô chú anh chị. Bên đây chúng ta sẽ trang bị thêm một cái túi khí nữa nè. Nói chung form em này thì đẹp rồi. Nói về mẫu mã, form dáng thì chắc chắn sẽ đẹp hơn Innova. Và option tính năng nhiều hơn. Dòng này sẽ tích hợp là hệ thống cam chống chói. Và dàn trần của em nó là trần rin hết nha. Trần là mới tinh nè. Ghế là ghế da theo xe. Anh em trải nghiệm cho phần khoang động cơ máy nè. AC thì anh đang mở máy luôn cho anh em. Được cho anh em. Được cái liền lạc sạch sẽ cho anh em nha. Chỗ ngồi rộng rãi vô cùng. Đây chỗ ngồi nè, 7 chỗ ngồi. Phía sau bên đây chúng ta sẽ có khay học để đồ đầy đủ các tính năng nè. Dàn trần ở trên là mới tinh nè, anh chị thấy chưa. Đây bà con nè, gân guốc đẹp nè. Táp bi nè, keo chỉ là nguyên si. Mẫu này là không cứng không lỗi đâu anh em. Máy em, máy móc chạy qua thời gian cũng có canh chỉnh lặt vặt vài thứ thôi anh em, như là mặt nắp ron đầu của cam cò, họ thay lại mấy cái đường dây dẫn đường nước. Đây nè, cục máy nè, cục máy nổ khá là êm. Chủ nhà cũng thay cho em nó cái bình nước nước phụ nè, bình nước giải nhiệt nè. Đi đôi là hệ thống dầu trợ lực theo xe, hai bên kèo cột nguyên hết, được cái liền nha, không có đâm va mà lỗi lầm. Dàn xương đầu là nguyên bản theo xe hết nè anh em. Họ biểu tượng của Captiva. Anh em thích lấy mẫu này về chạy gia đình thì mẫu này cho anh nghĩ là ok luôn. Máy móc đi ok lắm. Nè, nắp capo nè. Nắp capo keo chỉ nguyên si. Mạc tem cho nắp capo nè. Được cái xe liền lạc, không cứng không lỗi bất cứ một khoảng nào ở trên chiếc xe nha anh em. Đây anh em. Anh em thấy keo không? Keo rin hết. Xe không lỗi. Cục máy khá là ok. Chủ nhà đi luôn một cái bình 65 ampere. Em đang xài toàn bộ hệ thống IC hết toàn diện nha anh em. Anh em coi nhìn dàn xương đầu nè, không đâm pha, không lỗi lầm nha. Hồ sơ ký rút được cho anh em, màu bạc nha anh em. Đó, đi 7 người thì lấy mẫu này về chạy số tự động thì ok. Chờ anh cứ cho thoải mái cho anh em là 12 lít. Nhưng ngược lại, anh em đã sở hữu được một chiếc xe ngày xưa, xe phải và mấy trăm chai đó. Bây giờ thì rẻ rồi anh em thấy không. Giờ có trăm mấy rồi, anh em sở hữu ngay mẫu rồi. Chừng anh bán hiện tại đang bán mẫu này là 185 triệu nha cô chú anh chị. 185 triệu anh em mua, chừng anh có bớt cho anh chị luôn. Ở sơn si thùng mình thì đẹp lắm,
sơn si là về bà con không phải làm thêm bất cứ một khoản như này đâu. Chạy thời gian thì sơn nó xuống màu thì chủ nhà người ta tắm lại một nước sơn là bình thường thôi. Chứ anh em nghĩ đời 2007 mười mấy năm rồi tìm đâu ra chất sơn rin anh em. Chạy xước hết mà, qua mưa gió 5 tháng nó bị ố màu sơn thì bắt buộc người ta về người ta tắm lại thôi. Là bình thường. 4 tháng đĩa luôn nha anh em nha. Cầm bọc ở trong là phần nhựa trắng bùn của em nó còn theo xe hết. Anh chị trải nghiệm nốt cùng với chúng anh phần gầm nha anh em. Gầm là bao xịn mịn cho anh em luôn. Đây là gầm này anh em. Nè, anh chị thấy gầm không? Cái bô mới tinh nè. Gầm đẹp nha. Đó, gầm nè. Gầm khá là ok. Không có dấu hiệu là một bọt ở dưới phần gầm đâu anh em. Sạch sẽ lắm. Đó, anh em nào thích mẫu này quan tâm thì alo cho Trần Anh Ô Tô về xử lý cái mí nối nè. Cái này nó bị bung cái chốt ra. Bung cái chốt ra anh chị. Ở trong đây nó có một cái ngèm chốt giữa phần tôn với phần nhựa nè. Để Trần Anh cho thợ đồng người ta làm cho nó khích nó liền lạc cho anh em luôn. Đèn đuốc thì sáng trưng. Nói chung là xe không lỗi, hệ thống kính của em nó là kính rin luôn. Nha cô chú anh chị. Đó, xe tình hình có như thế nào thì Trần Anh cũng báo với bà con rồi, được cái số em nó chưa làm nha bà con. Số là nguyên bản hết nha anh em. Đó, xe ngay chủ luôn anh em, thích ký quyền hồ sơ đầy đủ các kiểu cho anh em. Bên đây chúng ta có ghế chỉnh điện đầy đủ. Máy lạnh mở phát mát rượi, hệ thống ưu tiên đang hoạt động tất cả các tính năng. Trên đây cũng vậy nè. Đó. Anh chị thấy mẫu Captiva nào không? Vô lăng đẹp không? 207 vô lăng quá đẹp. Đây là hệ thống lóc cửa nữa nè. Đó, trong xe là nhiều tính năng hay không? Bà con thấy không? Bốn cánh chỉnh điện nè. Cái này hệ thống gì đây? Mở có phía sau. Nè, bốn nút này nè. Hướng dẫn nha, mở kính phía sau bà con bấm vào đây nè. Đó, mở rồi. Để cùng với cho anh thử mở kính sau nha. Nhiều khi bà con chạy Innova á, bà con vô cái hội Innova mà bà con không biết mở cái kính này. Kính này người ta mở rời như pho vậy đó. Đây anh em. Đấy, anh em thấy không? Đó, phía sau chúng ta sẽ cũng có hai cái ti nè. Anh chị thấy không? Hai cái ti đẩy của cái phần kính che mưa nha cô chú anh chị. Kính chắn gió đó, đây nè. Đó, bà con ở trong mà bà con có thể lòng tay vô bà con lấy. Còn không thì bà con có thể đóng lại. Bà con đóng lại, bà con mở cốp này ra, bà con có thể lấy đồ. Riêng mẫu này thì bà con gấp ghế lại thì một băng giường nằm cực kỳ là dài, cực kỳ là rộng luôn. Đó, anh em thấy không? Lấy về là chạy thôi. Được chưa anh em nào quan tâm mẫu Captiva 2007 thì alo cho Trần Anh Ô Tô, giá cả Trần Anh đã báo rồi đó, 185 triệu. Anh em mua Trần Anh sẽ bớt cho 5 triệu, còn 180 nha cô chú anh chị. Xe đẹp, máy êm, số máy không lỗi, bảo hành máy cho anh em cô bác 2 tháng, bao quay đầu bao đổi trẻ, tất cả mọi thứ nha. Rồi chào anh em nha.